Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, đối với dân tộc Việt Nam, Bác Hồ là một vị lãnh tụ tài ba, lỗi lạc, vị cha già kính yêu của dân tộc, một vị anh hùng giải phóng dân tộc, toàn dân Việt Nam luôn biết ơn và yêu mến người. Thế nhưng đối với kẻ thù như Pháp, Mỹ thì Bác Hồ luôn là cái gai trong mắt chúng. Với suy nghĩ rằng chỉ cần nhổ cái gai đó đi thì dân tộc ta sẽ không thể giành được độc lập dân tộc, nên chúng đã tìm đủ mọi cách để ám sát Bác Hồ. Đặc biệt chúng còn dùng đến chiêu mỹ nhân kế, dùng nữ sát thủ, cải trang ca sĩ để ám sát Bác Hồ. Thế nhưng đen một nỗi là lại gặp ngay cận vệ thép của Bác, khiến chúng phải nhận cái kết vô cùng thảm hại. Và để biết được câu chuyện này đã diễn ra như thế nào, người cận vệ thép đã bảo vệ Bác Hồ trước họng súng của nữ sát thủ là ai? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, bao nhiêu năm Bác Hồ bôn ba ở nước ngoài đã gặp phải biết bao nhiêu kẻ thù nguy hiểm. Thế nhưng bằng cách nào đó, Bác vẫn luôn được bảo vệ an toàn. Thậm chí đôi khi người ám sát Bác còn được cảm hóa và trở thành người cận vệ thép, luôn trung thành với Bác tuyệt đối. Và người cận vệ mà tôi muốn kể với anh em đó chính là sát thủ Tạ Đình Đề. Tay súng bay phát bay trúng khiến Pháp Mỹ phải nể sợ. Có người kể lại, vào một buổi tối văn công biểu diễn tại nhà hát, Tạ Đình Đề đi bảo vệ Bác. Trong không gian nghệ thuật, tấm màn sân khấu từ từ mở, một nữ ca sĩ kiều diễm bước ra cúi chào các quý khách. Thế nhưng trong khi cúi chào, đôi mắt người ca sĩ này nhìn đăm đăm vào chỗ Bác Hồ ngồi. Nếu người bình thường thì cho rằng cử chỉ và ánh mắt ấy chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ của một mỹ nhân dành cho Bác Hồ. Thế nhưng đối với cận vệ của Bác, người đã từng là một sát thủ chuyên nghiệp, thì cử chỉ ấy là không hề đơn giản. Và tất nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt theo dõi của Tạ Đình Đề. Mọi người đang ngồi thưởng thức âm nhạc, bỗng nhiên ông đưa tay vào túi, rút súng, lên đạn. Ai cũng rất bất ngờ, Tạ Đình Đề bật đứng dậy, chĩa súng bắn vào nữ diễn viên kiều diễm kia. Ngay cả ả cũng bất ngờ khi bị bắn và gục xuống ngay trên sân khấu. Cuộc biểu diễn phải dừng ngay lập tức. Mọi người vẫn không hiểu hành động kỳ lạ đó của Tạ Đình Đề, cho đến khi tiến hành khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện một cục thạch anh và một khẩu súng nhỏ xíu được giấu trong người ả. Hóa ra đây là một nữ sát thủ đã ngụy trang, được bọn địch cử vào để ám sát Bác Hồ. Sau đó thì ai cũng tầm tắc khen ngợi sự chuyên nghiệp và phán đoán tình huống rất thông minh của cận vệ Tạ Đình Đề. Hay một lần ở nước ngoài, có một vị khách mời Bác Hồ hút thuốc lá. Bởi vì vị khách này bình thường biết là Bác cũng hay hút thuốc, nên theo lẽ thường mời hút là điều lịch sự và đương nhiên. Nhưng ngay khi vị khách này đang đưa thuốc lá cho Bác, thì ông Tạ Đình Đề đứng bảo vệ Bác liền rút súng lục bắn một phát đoàn trúng ngay điều thuốc. Quả không mộ danh là bắn súng bạch phát bạch trúng. Chẳng là ông Đề biết người ta đã tẩm thuốc độc vào điếu thuốc lá, nên đã kịp xử lý trước khi Bác Hồ hút. Và cách xử lý cũng thật nhanh chóng, khiến ai chứng kiến cũng ngỡ ngàng. Về sau có câu thơ bút che về Tạ Đình Đề như sau: hoan hô đồng chí Võ Nguyên, giúp ta thắng trận Điện Biên trở về. Hoan hô anh Tạ Đình Đề, trước là mật thám, nay về với ta. Ngoài những câu chuyện bảo vệ an toàn cho Bác Hồ, người ta còn kể rằng Tạ Đình Đề cũng là người khẳng khái, theo kiểu giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Trong thời gian kháng chiến, con đường từ Diêm Điền đi Nga Sơn, Rừng Thông, Cầu Bố có nhiều tên buôn gian bán lậu. Trong số đó có tên cầm đầu khét tiếng gian ác, coi trời bằng vùng. Một hôm tại quán ăn ở gần Cầu Bố, xuất hiện một vị khách người nhỏ nhắn, một chiếc áo bông xanh bộ đội phát cho cấp đại đội trở lên bước vào. Người khách kéo ghế ngồi trong một góc xa. Ông gọi ly cà phê, rút điều thuốc châm lửa hút, rồi ném bao thuốc lên mặt bàn. Trước mặt ông là một người cao to như con gấu ngựa đang ôm một cô gái hơ hớ, ngồi chạng háng trên đùi. Cả hai lắc lá lắc lư trên chiếc bàn này, la liệt ngồn ngộn thức ăn. Nét mày vị khách hơi nhíu lại, nhưng ông vẫn im lặng quan sát. Điếu thuốc lá nhiều lần lóe sáng trên môi. Con gấu ngựa kia gườm gườm nhìn vị khách lạ, rồi tự dưng hắn đẩy cô gái trẻ ra một bên, quát tháo ầm ĩ, đòi hành hung chủ quán. Người khách lạ dường như không chịu được cảnh ngang trái đó, đứng bật dậy. Tên lục lâm kia nhanh tay rút ra khẩu súng van te, làm làm chĩa vào người khách nhỏ bé. Bỗng hắn sửng sốt, một cặp mắt sáng đang bắn về phía hắn những tia nhìn giận dữ. Tấm áo bông bộ đội phanh ra, hai bàn tay đặt lên hai khẩu côn ngựa bay. Giắt sẵn nơi cặp quần từ bao giờ. Chưa kịp động thủ, ánh mắt vằn vện của gã lục lâm sững lại, mặt cắt không còn hột máu,
hắn thả rơi khẩu súng, cúi đầu chắp tay vái như thế sao? Em có mắt như mù, khấu đầu xin đại ca tha tội chết. May cho gã đã sớm nhận ra người khách nhỏ bé kia là Tạ Đình Đề, một con người huyền thoại không xa lạ gì với người vùng này. Tạ Đình Đề từ từ cài lại khuy áo, cất lời. Trong khi bà con đang gian khổ kháng chiến, các chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận, mà mày nỡ ngồi đây đú đờn, ăn uống, gái gú thế này hả? Tao có thể thay mặt nhân dân xử tử mày, nhưng lần này tao tha cho cái mạng của mày, nghe chưa? Gã Lục Lâm cúi người, định vồ lấy khẩu súng trước mặt, thì bàn chân của Tạ Đình Đề đã chặn lấy. Ông thong thả nhặt khẩu súng, rút băng đạn lẳng vèo xuống chiếc ao cạnh đó. Ông quát ra to: "Cút ngay!" Một cú đá tung ra, con gấu ngựa bị bật văng ra cửa. Cả vùng Cầu Bố, rừng thông, ở Mỹ chuyện Tạ Đình Đề đá một phát, tên Lục Lâm thảo khấu buồn lậu bị bắn phát ra đường, nằm không nhúc nhích cựa quậy. Từ đó người dân vùng Cầu Bố, rừng thông không còn thấy mặt mũi tên buồn lậu khét tiếng ấy đâu nữa. Đó là những giai thoại về cận vệ thép Tạ Đình Đề. Còn cuộc gặp gỡ lịch sử giữa tên sát thủ Tạ Đình Đề và Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra rất căng thẳng nhưng cũng cực kỳ thú vị như sau. Vào một buổi trưa đẹp trời, bác trở về nhà ăn sớm hơn mọi ngày. Bất thình lình bác nói với một cậu cận vệ bên cạnh: "Cho bác xin thêm một cái bát và một đôi đũa nữa." Người hầu cận cảm thấy có cái gì đó khác thường, tuy thế nhưng vẫn mang bát đũa lên rồi hỏi bác: "Thưa bác, khách hôm nay là ai? Sao chưa tới ạ?" Bác nhìn thẳng vào mắt người hầu cận rồi tủm tỉm cười trả lời: "Khách đã đến từ lâu rồi mà các chú không biết đó thôi." Mọi người ngơ ngác nhìn bác, chưa hiểu bác nói gì. Bác vẫn thường nói đùa với các đồng chí, nhưng lần này bác bảo mang thêm bát đũa, và bác cũng chưa ăn thì rõ ràng là bác còn đang đợi người khách ấy. Nhưng những người hầu cận thì đã chạy ra chạy vào, dòm trước ngó sau mấy lượt vẫn không thấy ai hết. Bỗng bác quay đầu, hướng mắt về phía buồng ngủ, nói lớn: "Xin mời anh Đề vào ăn cơm trưa với tôi." Những người hầu cận thì ngạc nhiên vô cùng, cái tên mới nghe lần đầu. Người đó là ai mà theo hướng nhìn của bác thì người ấy đang có mặt ở phía buồng ngủ của bác, nhưng không phải trong phòng mà là ở trên mái nhà. Mọi người vô cùng lo lắng, nhưng thái độ cử chỉ của bác vừa rồi thì quả thực có một người tên Tạ Đình Đề nào đó đã hiển hiện, lọt vào trong khu vực cấm địa có vô số vọng gác, ở nơi này từ rất lâu rồi thì phải. Nhưng điều mà mọi người kinh ngạc hơn cả chính là tại sao bác lại biết sự có mặt đó, trong khi tất cả mọi người đều không hay biết. Sau đấy bác nhỏ nhẹ nói: "Người này tài tình lắm, các chú không phải là đối thủ của anh ta đâu. Thôi, để bác lo cho." Nói xong bác quay đầu hướng mắt về phía nhà bếp, nói thật lớn: "Tôi mời anh vào phòng ăn, sao anh lại chuyển qua nóc nhà bếp làm gì?" Giọng bác như vừa trách móc nhưng vô cùng thân mật, lại giống như tha thứ. Bác vẫn ngồi đó, căn phòng ăn có hai bức tường bị che khuất. Làm sao mà bác thấy được Tạ Đình Đề ở trên nóc bếp mái nhà? Người hầu cận vừa rút súng lục ra khỏi bao, vừa chạy đến cầm ống nghe của máy điện thoại, định báo động thì bác đã ra hiệu gác máy, cất súng đi rồi lại thốt lên: "Ấy, anh lại phi thân lên trên phòng khách rồi. Tôi thực lòng khen anh đại tài. Trung tâm sinh hoạt của tôi được canh gác kỹ lưỡng là thế, vậy mà anh vẫn lọt vào được, lại còn giữa ban ngày. Rồi ngay đến tận phút này anh vẫn chưa bị lộ, nhưng anh không qua mặt được tôi đâu. Tôi thấy hết hành tung của anh rồi." Bác vừa nói dứt câu thì một gã tráng niên khỏe mạnh, thân thủ mau lẹ còn nhanh hơn sóc, đã nhảy một cái từ trên mái lầu xuống sân rồi phóng ngay vào trong phòng ăn, đứng ngay trước mặt bác. Bác và vị khách là im lặng nhìn nhau, vừa nhìn diện vừa đánh giá quan sát bản lĩnh của đối phương. Bất chợt bác lên tiếng trước: "Chào anh Tạ Đình Đề, trông anh già dặn hơn trước nhiều, song có phần gầy và đen hơn lúc mới ra trường." Vị khách lạ nghiêng đầu chào bác, rồi bắt đầu bằng một câu hỏi: "Chủ tịch Hồ Chí Minh có nghĩ rằng, nếu tôi muốn, thì dù chủ tịch có báo động hoặc huy động toàn lực lượng nơi này để truy bắt tôi vẫn có thể thoát khỏi nơi này và vẫn lẻn vào bí mật như thường được không?" Bác không trả lời thẳng vào câu hỏi của tên sát thủ mà lại đặt ra một câu hỏi khác: "Anh Đề có nghĩ rằng, tuy anh đang đứng trước mặt tôi, nhưng anh có muốn thì anh cũng có thể động được vào người của tôi được không?" Rồi bác chỉ ghế mời Tạ Đình Đề ngồi xuống bàn ăn. Tạ Đình Đề không ngồi liền mà chắp hai tay trước bụng, lễ phép nói: "Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng khâm phục của tôi đối với bác. Tôi xin nói,
ngay là kể từ giây phút đầu tiên mà bác phát hiện ra tôi đã thấy ngay là bác cao tài hơn tôi. Rồi đến khi vào đây, đứng trước mặt bác, thì tự nhiên tôi thấy có một sức mạnh vô hình nào đó từ tận đáy lòng mình thúc đẩy tôi phải đổi hẳn từ thù địch sang một niềm kính yêu vô hạn. Vậy tôi quyết định chấm dứt công tác mà địch giao cho và xin đặt mình dưới quyền sử dụng của bác kể từ giờ phút này. Chủ tịch Hồ Chí Minh gật đầu, vỗ vai tạ đỉnh đề. Tôi hiểu, tôi tin anh và tôi cũng nhận anh là đồng chí của tôi. Lúc ấy Tạ Đình Đề liền rút trong người ra một khẩu súng lục tí hon có gắn một ống hãng thanh, hắn tháo những viên đạn có đầu sơn đỏ chói, một ống nhòm cùng với một bản đồ dinh chủ tịch, cục thạch anh dụng cụ để dùng với máy vô tuyến truyền tin, cùng số giấy tờ tùy thân dưới lốt cán bộ cao cấp, bạc giấy, rồi trao lại cho viên hậu cần còn đứng bên cạnh. Xong đâu đấy, hắn thò tay vào miệng bóp từ trong kẽ răng ra một viên thuốc độc đặt lên thành mâm. Bác quan sát nãy giờ liền vui vẻ nói: "Thôi, bây giờ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Cũng kể từ đó, Tạ Đình Đề đã trở thành người vệ sĩ tin cẩn, thần cận số 1 của bác, còn kèm thêm nhiệm vụ làm mật vụ phản gián. Mà hồi ấy, các mật vụ gián điệp Pháp chỉ cần nghe đến cái tên Tạ Đình Đề là đã hồn siêu phách lạc. Một trường hợp đổi vai thật kỳ diệu trong lịch sử nước ta. Dù là một người cận vệ tài giỏi và trung thành với bác Hồ, nhưng cuộc đời của ông đã trở thành huyền thoại với nhiều oan khuất. Tháng 11 năm 1974, ông bị bắt tạm giam và bị khép vào tội cố ý làm trái chính sách, tham ô và hối lộ. Sau đó là lệnh tạm giam đặc biệt với ông, chờ ngày xét xử. Đến cuối năm 1975, sau một năm bị tạm giam, ông mới được phép gặp mặt gia đình trong khoảng thời gian ngắn. Biết tin mình sắp bị bắt, tôi như sụp xuống, trời đất quay cuồng. Lẽ nào lại như thế? Bao năm nay, xưởng dụng cụ cao su đường sắt đã gắn liền với tôi. Tôi đã dành cho nó biết bao công sức, trí tuệ và tình cảm. Thế mà bây giờ, đơn vị đã khang trang, có bát ăn, bát để, thì tai họa lại ập xuống đầu tôi. Ông Tạ Đình Đề từng kể lại vào những giây phút khi biết tin dữ. Những ngày ngồi tù, dù bị khổ sở về điều kiện ăn ở, sức khỏe giảm sút, nhưng ý nghĩ về việc bị bắt luôn ám ảnh trong đầu. Ông vẫn luôn tự động viên mình, giữ niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ có người minh oan cho mình và ông sẽ được trả tự do. Và điều ông mong mỏi rồi cũng đến. Tháng 6 năm 1976, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án Tạ Đình Đề ra xét xử. Tại đây, tòa đã tuyên ông vô tội và minh oan cho ông. Nhưng chưa hết nạn này đã vướng sang nạn khác. Tháng 9 năm 1985, ông lại bị bắt tạm giam lần thứ hai để điều tra phúc thẩm vụ án năm 1974 của ông. Một năm sau, Tạ Đình Đề lại phải ngồi tù lần hai. Đến năm 1987, ông mới được trả tự do, nhưng chưa được minh oan và vẫn bị tước mọi chiến công và quyền công dân. Mãi đến năm 1989, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mới ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án Tạ Đình Đề. Tháng 6 năm 1992, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao mới chính thức ra công văn đình chỉ điều tra phúc thẩm vụ án Tạ Đình Đề, phục hồi mọi quyền lợi hợp pháp cho ông. Anh em thân mến, vụ án oan Tạ Đình Đề kéo dài đằng đẵng 16 năm đã được làm sáng tỏ. Ông đã được minh oan và phục hồi mọi quyền lợi. Ghi nhận những đóng góp của ông cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Năm 2007, Chủ tịch nước đã truy tặng huân chương độc lập hạng 3 cho Tạ Đình Đề. Anh em nghĩ sao về người cận vệ của bác? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những